Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và các bạn đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TVI. Rất vui gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Chúng ta vừa trải qua một tuần dịch có thể nói là tương đối tiêu cực, một cái cây nến đặc và bao phủ hết toàn bộ những phiên tăng điểm ở trước đó. Với thanh khoản rất lớn như thế này thì rất nhiều nhà đầu tư cũng lo ngại rằng là cái mốc 1.300 một lần nữa sẽ trở thành một cái mốc gọi là chết chóc, một cái mốc cực kỳ nguy hiểm dành cho index khi mà quay trở lại khu vực này. Và với những lo ngại đó thì ngay từ đầu tuần chúng ta cũng đang thấy được cái áp lực bán nó vẫn tiếp tục đè nặng lên ở chỉ số chung. Tuy nhiên chúng ta cũng đang thấy rằng mặc dù đây vẫn là một phiên giảm điểm thôi, nhưng TVI vẫn chia sẻ với mọi người rằng là đây có thể được coi là một trong những cái phiên mà đang bắt đầu cho một cái dấu hiệu là thị trường có thể tích cực trở lại trong những cái phiên sắp tới. Và đây cũng là một trong những phiên cho thấy rằng là những cái sự phản kháng đầu tiên của index đã xuất hiện rồi. Thì tại vì sao lại như thế thì Hoàng sẽ chia sẻ với mọi người ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là mặc dù ngày hôm nay là một phiên giảm điểm, tuy nhiên cái áp lực bán thì nó liên tục duy trì từ đầu phiên cuối phiên, nhưng mà cuối phiên cũng đã bắt đầu có cái sự bật tăng trở lại từ cái vùng giá thấp nhất, đúng không ạ? Và với cái áp lực bán đè nặng như thế này thì đáng nhẽ ra đây sẽ là phải một phiên bán tháo, bởi vì cộng thêm yếu tố trước đó là chúng ta là ngày hôm nay là phiên hàng về của cái phiên dịch hàng tỷ cổ phiếu ở ngày thứ năm tuần trước. Với hai cái yếu tố đó thì nó cũng đã đủ điều kiện để cấu thành nên một cái phiên giảm giá mạnh rồi, và với cái biến động lớn rồi. Tuy nhiên ở ngày hôm nay thì họ thấy được rằng là giảm điểm thì gần như không có mấy, đúng không? Chỉ giảm 0.67 điểm tương đương với 0.05%, thì coi như gần như là tham chiếu, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là cái thanh khoản đấy cực kỳ thấp. Thanh khoản thấp ở đây nó đang thể hiện được một điều rằng là cái áp lực bán thị trường gần như nó đang có xuống chậm lại rồi, và các cái nhóm cổ phiếu gây áp lực lên thị trường chính trong đoạn vừa qua, có thể nhắc tên luôn, đó là nhóm ngân hàng, nó cũng đã bắt đầu có dấu hiệu là chậm lại, đúng không? Cái áp lực bán gần như chậm lại và chững lại ở cái đà giảm. Và chúng ta thấy được rằng là một vài cổ phiếu cũng đã bật tăng nhẹ trở lại từ các cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau cái quá trình điều chỉnh và tích lũy trở lại, đúng không? Một vài cổ phiếu ở phía dưới thì cũng đã có những cái ngày bật tăng. Đấy, một chút nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ mọi người chi tiết hơn. Thì chia sẻ mọi người như vậy bởi vì chúng ta thấy được rằng là cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu đầu tiên của việc tích lũy trở lại thành công. Đấy. Còn về kịch bản đối với index thì chúng ta thấy rằng index tiếp tục tích lũy quanh cái khu vực khoảng 1265, tức là cộng trừ khoảng độ 5 điểm ở quanh khu vực này đây. Đấy, vẫn là một cái trendline tăng kéo dài từ đáy tháng 8 2024 cho đến tận thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có gì thay đổi cả, và index vẫn đang phản ứng tương đối là tích cực quanh cái khu vực này đây, đúng không? Quanh khu vực hỗ trợ thì có lẽ chúng ta vẫn hoàn toàn có một cái kỳ vọng rằng index có thể sẽ quay trở lại. Xét trên một cái tổng cục chung trên toàn thế giới, một cái thị trường chung, thì gần như là index đã lỡ đi những cái đà tăng phải nói là rất lớn của thế giới rồi, đúng không? Mọi người thấy là Dow Jones hay là chỉ số của Trung Quốc, Hồng Kông, các thứ ở trong khu vực châu Á cũng tương tự như vậy thôi, thì gần như các chỉ số đấy đều dựa trên những cái giai đoạn, những cái sự kiện quan trọng, những cái sự kiện mang tính thúc đẩy cho cái nền kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán thì đều cũng đã bật tăng và vượt đỉnh rồi. Chỉ mỗi ông index là cứ y ạch mãi thôi, nên cho nên là chúng ta cũng sẽ kỳ vọng rằng là với cái độ trễ đó thì khả năng cao đến đây cũng sẽ đi theo được các cái chỉ số lớn trên thế giới nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua về các cái nhóm cổ phiếu để xem rằng là cái việc tích lũy trở lại thành công nó sẽ bắt đầu thể hiện từ đâu và mọi người sẽ cần phải quan tâm đến nhóm cổ phiếu nào. Đầu tiên thì chắc chắn là vẫn sẽ phải nói đến cái nhóm cổ phiếu mạnh trước đi, là ngân hàng. Ngân hàng thì không thể nào mà quên nhắc được, bởi vì trong giai đoạn vừa qua index gần như chỉ sống dựa trên cái hơi thở của ngân hàng mà thôi, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì một trong những cổ phiếu bật tăng rất là mạnh trong giai đoạn vừa qua đó là MSB, đúng không? Bật tăng ở ngày đâu đó ngày 25 tháng 9. Đấy, đây là một trong những cổ phiếu bật tăng sau của thị trường chung. Đấy, bật tăng sau khi mà các cái nhóm cổ phiếu ngân hàng đã bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh và tích lũy trở lại rồi, thì MSB là một trong những cổ phiếu mà bật tăng trở lại đầu tiên, đúng không? Bật tăng ở đầu tiên. Đấy, quay trở lại vùng đỉnh cũ luôn. Đây là một trong những cái cổ phiếu ngân hàng mà nó đang thể hiện được đúng cái tinh thần, đúng không? Đúng cái tinh thần, tức là điều chỉnh nhẹ về quanh khu vực MA10, tích lũy đâu đó khoảng độ 5 đến 7 phiên, sau đó thì bật tăng trở lại. Thì cái việc bật tăng của MSB đây thì cho rằng là một cái động thái tích cực, và trong những phiên tới chúng ta có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều các cổ phiếu ngân hàng nó cũng sẽ có cái động thái tương tự như thế này, đúng không ạ? STB cũng tương tự như thế này. Đấy, tích lũy đi ngang 5 phiên, sau đấy điều chỉnh quanh khu vực MA10. Về hôm nay cũng là một phiên bật tăng trở lại, mặc dù là chưa vượt đỉnh đâu, giá đóng cửa thì cũng chưa vượt đỉnh hẳn đâu, nhưng mà cũng đã là một cái động thái hoàn toàn tích cực rồi, đúng không? Đều là những cái cổ phiếu chạy sau, chạy từ cái giai đoạn khoảng độ 24-25 tháng 9 quanh khu vực này. Đấy, thì cái nhóm cổ phiếu chạy sau thì có vẻ như đang thể hiện sức mạnh tốt hơn. TP Bank cũng tương tự như vậy, mặc dù là phát động cùng, nhưng hôm nay thì cũng không phải là một cái phiên nó tăng quá mạnh, đúng không? Bởi vì bản chất là các cổ phiếu kia thì điều chỉnh và tích lũy đi ngang, còn TP Bank thì gần như là vẫn cứ bò lên và tạo một cái nền giá dốc.
tạo một cái nền dốc hướng lên như thế này. Đấy, thì cái việc mà cứ bò lên như vậy thì nó cũng sẽ là một cái động thái tích cực cho TVBank thôi. Nên là mọi người có thì nên nắm giữ nhá. Còn đối với các cổ phiếu khác tích lũy như là MB này, đúng không? Hay là Techcombank này, hay kể cả CTG cũng tương tự như thế, thì đều đang có một cái động thái chung, đó chính là điều chỉnh và test lại vùng đỉnh cũ, đúng không? Chúng ta MB, ví dụ MB chẳng hạn, chúng ta cũng đã có một cái phiên vượt đỉnh ở đây. Đấy, sau đấy tiếp tục vượt đỉnh khỏi cái vùng đỉnh 52 tuần và rồi điều chỉnh trở lại, test lại khu vực đỉnh cũ ở đây. Đấy, thì có lẽ là bởi vì chưa có một phiên nào bứt dứt điểm hẳn lên khỏi khu vực đỉnh 52 tuần, cho nên cái việc điều chỉnh trở lại vào trong nền giá, test lại vùng đỉnh cũ và lấy thêm khối lượng, lấy thêm vol ở quanh khu vực dưới này cũng là một điều hoàn toàn bình thường, đúng không? MB này, Techcombank tương tự như thế thôi, bởi vì chưa vượt hẳn đỉnh, chưa vượt đỉnh cho nên là sẽ buộc phải lui lại để lấy thêm vol ở quanh khu vực này. Thế nên là những cái khu vực như thế này thì là đang là khu vực tích lũy hoàn toàn bình thường. Nên nếu như anh chị nào mà vẫn đang lấn cấn với một cổ phiếu ngân hàng mà vẫn chưa có cho mình một cái vị thế cổ phiếu ngân hàng nào cả, thì mọi người cũng có thể cân nhắc được với các cái cổ phiếu ở trong đang ở trong nền giá, đúng không? Nó tiệm cận vùng đỉnh và quay trở lại lấy thêm vol. Tôi cho rằng với các cổ phiếu ngân hàng như những gì TVI đã phân tích, đặc biệt là trong cái bản tin cuối tuần vừa rồi, trong mọi người có thể xem lại video của anh Minh và Quốc Tuyển, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái kỳ vọng cơ bản của ngân hàng trong dạng quý 3, quý 4 là một cái, và thậm chí là dài hơn cũng là một cái động thái tương đối tích cực để mọi người có thể cân nhắc theo dõi và mở mua cho mình những cái vị thế đầu tiên nhé, nếu như đối với những ai mà chưa có, đúng không? Tương tự với cả ACB thôi, động thái thì gần như y hệt với cả MB hay là Techcombank đấy, cũng quay trở lại test vùng đỉnh cũ và có lẽ sẽ chờ một cái pha bật tăng trở lại quanh khu vực đây. Thế có thì mọi người nên nắm giữ tiếp nhé. Ngân hàng thì các cái tên tuổi phía dưới dạng như kiểu BIDV, Vietcombank, đúng không? Thì cũng đang trong cái quá trình, trong cái kênh song song đi lên thôi. Và cái việc điều chỉnh trong cái biên như thế này là một cái chuyện tương đối là bình thường của các cái cổ phiếu này. Và có lẽ chúng ta cũng không đánh giá gì thêm về cái xu hướng của các cổ phiếu này cả. Vì bản chất là nó vẫn bám theo cái trend này từ giai đoạn tháng 8 đến tận bây giờ và không có gì thay đổi cả, đúng không? Ta nên quan sát những cái khu vực quan trọng. Đấy, ví dụ như quanh khu vực 48-49 với BIDV, nếu như lủng đây thì rất có khả năng sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, còn nếu không thì vẫn tiếp tục nắm giữ thôi, được chưa? Đấy là về ngân hàng. Ở nghĩa là ngân hàng thì mọi người có thì nên tiếp tục nắm giữ, bởi vì bản chất là ở thời điểm hiện tại cũng chưa có một cái nào nó thể hiện cho việc là ngân hàng nào sẽ bật tăng tiếp. Ở thời điểm hiện tại thì mới chỉ là những cái tên tuổi đầu tiên bật tăng trở lại sau quá trình điều chỉnh và về những vùng hỗ trợ quan trọng thôi. Còn để mà xét trên câu chuyện đường dài thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ thêm để đánh giá thêm với các cổ phiếu ngân hàng. Mọi người chú ý nhé. Một cái nhóm cổ phiếu nữa mà Hoàng đánh giá là cũng tương đối tích cực ở trong phiên ngày hôm nay là nhóm chứng khoán. Chứng khoán thì như hôm trước cũng chia sẻ mọi người rồi, là cái câu chuyện của nhóm chứng khoán thì hiện tại TVI vẫn chỉ ưu tiên với cả MBS, đúng không? Một cổ phiếu đã vượt đỉnh, vượt khỏi vùng đỉnh 52 tuần rồi. Và HCM cũng đang là một cái cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi. Thì đây đang là những cổ phiếu mà TVI vẫn đang ưu tiên ở thời điểm hiện tại. Thì thực ra ở thời điểm lúc này thì các cổ phiếu này gần như có cái động thái y hệt nhau, đúng không? Gần như y hệt nhau và chưa có một cái tên tuổi nào nổi bật hẳn lên, đặc biệt là với các cổ phiếu ở nhóm trên, nhóm 1, hay gọi là nhóm 1 đấy, đúng không? Đều là những cái khu vực điều chỉnh nhẹ và tích lũy trở lại trong khoảng từ 5 đến 10 phiên. Và hiện tại ngày hôm nay thì HCM thì cũng đang bật nhẹ trở lại quanh cái vùng trendline thôi, giống như thị trường chung, và cũng đang hướng về vùng đỉnh cũ. Có lẽ chúng ta sẽ chờ thêm một vài phiên nữa, những vượt vùng đỉnh này thì sẽ là những cái vùng chấm dứt cái xu hướng điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn của các cổ phiếu này, đúng không? MBS tương tự như thế. Đó, thì có lẽ sẽ phải chờ ở đây là vượt vùng 32 thì sẽ bước vào một cái xu hướng tăng mới, đúng không? Trong chúng ta đã có đâu khoảng độ gần 10 phiên tích lũy trở lại rồi. Thì đây đều là những động thái tích lũy tích cực cả, không có vấn đề gì cả. Được chưa? Còn những cái nhóm cổ phiếu phía dưới thì họ đánh giá khá cao với cả VCI. VCI. ORS thì hôm trước nó tăng rồi. ORS thì nó tăng một loạt từ dưới này rồi. Tuy nhiên thì ORS thì cái câu chuyện cơ bản nó cũng đang chưa ưng lắm. Nhưng mặc dù thì cái trend của nó rất là tốt, đúng không? Trend của nó thì chạy thẳng một mạch, bật tăng từ dưới, bật tăng một cây rất to và tiếp tục tích lũy điều chỉnh chỉ khoảng 2 phiên nhẹ thôi, sau đấy thì lại vượt đỉnh trở lại. Thì đây đang là một trong những cái thể hiện sức mạnh của cái nhóm dưới tương đối tốt, dẫn đầu có thể được coi là ORS. VCI là một cái tên tuổi thứ hai. Hôm trước thì Hoàng cũng chia sẻ mọi người về VCI rồi, đúng không? Hôm nay chúng ta nói là nếu như có một cái phiên bật tăng như thế này, nó vượt ra khỏi cái đường trendline này thì sẽ là một cái điểm mua tương đối là đẹp đối với VCI, bởi vì sao? Dù sao đây cũng là một cái trend giảm tương đối dài kéo từ vùng đỉnh tháng 3 đến tận bây giờ. Và đây sẽ là một cái nhịp bật tăng trở lại. Đương nhiên là cái việc chúng ta có chọn hay không nó là một câu chuyện khác nhé. Nhưng mà người ta chia sẻ mọi người rằng là cái việc mà cổ phiếu bật tăng, những cái nhóm cổ phiếu dưới bật tăng lên, đúng không? Thì nó cũng sẽ thể hiện chúng ta một điều nữa, đó chính là cái sự lan tỏa của dòng tiền nó tốt hơn. Tức là bản chất là trong một cái xu hướng tăng ấy, cái độ rộng của thị trường sẽ là cái điều quyết định được là cái xu hướng đấy nó có đi được lâu dài hay không, đúng không? Độ rộng ở đây nó sẽ thể hiện được là rằng là
các lớp cổ phiếu nó sẽ phải luân phiên bùng nổ với nhau. Đấy chứ, luân phiên bùng nổ với nhau. Đấy, khi mà nhóm trên gần đỉnh hay là vượt đỉnh, nó bùng nổ vượt đỉnh trước thì sẽ lần lượt đến các cái nhóm phía dưới, có thể là nhóm 2 hoặc nhóm 3, nó sẽ luân phiên nhau, xen kẽ nhau, mọi người sẽ rất khó để phân biệt cái câu chuyện đó. Thường chúng ta sẽ chỉ thấy được cái nhóm mạnh nhất và nhóm yếu nhất thôi, còn nhóm giữa thì nó hay đan xen nhau. Đấy. Và thì những cái nhóm phục hồi từ vùng dưới và bắt đầu bật lên như thế này thì mọi người đang thấy được rằng là cơ hội dòng tiền nó cũng đã bắt đầu có xu hướng là lan tỏa ra rộng hơn rồi, chứ không phải là chỉ tập trung ở banh nữa. Và đây sẽ là một trong những tín hiệu mà mọi người cần phải lưu ý trong những phiên tới, bởi bản chất là càng ngày càng có nhiều những cái cổ phiếu như thế này, đúng không, bật tăng như thế này thì sẽ là một cái dấu hiệu hoàn toàn tích cực cho thị trường chung. Đấy chứ, bật tăng phải bật tăng thoát bứt thoát ra khỏi các cái nền giá chặt chẽ. Đấy chứ, các nền giá chặt chẽ, và nếu như tốt hơn nữa thì sẽ là bật tăng thoát khỏi cái đường xu hướng điều chỉnh kéo dài. Thì đấy là một điều rất tích cực dành cho các cổ phiếu cho bạn tới, mọi người cần phải lưu ý nhé. Ví dụ như ở đây thì VCI cũng có một cái cốc nhỏ, cốc tay cầm nhỏ ở đây. Tuy nhiên thì để nói là cái đà tăng nó kéo dài hay không thì chưa thể nào khẳng định được, bởi vì chúng ta sẽ phải thấy được rằng là bùng nổ sẽ phải bùng nổ là thăm dò, đúng không? Đây là một những cái trạng thái đầu tiên của việc bùng nổ thăm dò với cái nhóm ở phía dưới. Đấy chứ ạ, ORS này, VCI này, còn cái nhóm ở giữa ví dụ như FTS, BSI, CTS đấy thì đều như nhau, gần như là như nhau, đúng không ạ? FTS đấy, còn cái đội ở dưới nữa ví dụ VND rồi cái đội VX rồi SHS, những cái cổ phiếu dưới này thì bạn cũng chưa thực sự là chưa quan tâm lắm, bởi vì bản chất là nó chưa thể hiện được cái gì cả. Ít nhất nó phải có một cái sự thể hiện nào đó thì lúc đấy chúng ta mới nói câu chuyện là có nên tham gia vào hay không, được chưa? Còn bây giờ thời hiện tại thì chúng ta chưa nên quan tâm vào những cổ phiếu đó. Những cổ phiếu nhóm dưới phục hồi thì cũng có một cái cổ phiếu nữa là SSA, đã trước cũng phục hồi tương đối tốt. Tuy nhiên thì tính từ cái cây breakout này, đúng không? Cây có thể coi là một cây breakout, mặc dù là so với cái vol trung bình ở quanh khu vực này thì đây chưa phải là một phiên breakout nó đẹp lắm, nhưng mà dù sao thì cũng đang giữ được thành công cái vùng giá phía trên. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ theo dõi những cổ phiếu kiểu như này nhé. Những cổ phiếu gọi là phục hồi từ đáy tốt đang kể đến ở đây là ORS này, VCI này là tốt nhất, đúng không? Thì SSI nữa cũng là một trong những tên tuổi mà mình có thể theo dõi thôi nhé. Còn mua hay không thì chúng ta sẽ đánh giá sau, được chưa? Ok, thì đấy là về chứng khoán. Một vài cái nhóm cổ phiếu nữa mà nghĩ mọi người cũng cần quan tâm, ví dụ như FPT. FPT thì chúng ta đã có 6 tuần đi ngang quanh khu vực nền giá rồi, đúng không? 6 tuần đi ngang quanh khu vực nền giá rồi. Và nếu như nhìn chỉ có nhìn chặt ngày thôi thì chúng ta nhìn đang thấy ở đây là một cái vùng đi ngang rất là dài, và không biết bao giờ thì cổ phiếu này bật tăng cả. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta nhìn trên cái khung thời gian dài hơn là chặt tuần chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta thấy được rằng là cái việc kéo một cái đà tăng rất mạnh ở đây và rũ bỏ trở lại, cũng như tích lũy 6 tuần đi ngang với cái khối lượng thì nó có dấu hiệu là giảm dần, đúng không? Giảm dần từ vùng đáy dưới này trở đi cơ, chứ không phải bây giờ mới giảm. Thì đây là một cái dấu hiệu tích cực dành cho FPT, cho cái quá trình tích lũy trở lại của FPT. Và chúng ta chưa biết là bao giờ thì cổ phiếu sẽ bật tăng trở lại đâu. Muốn biết bao giờ thì vẫn sẽ phải chờ thôi, đúng không ạ? Vẫn sẽ là vùng 138, 139 nếu như index FPT vượt qua khủng giá này thì có thể sẽ bước vào một cái đà tăng mới sắp tới nhá. Còn nếu không thì vẫn sẽ là một cái vùng tích lũy tiếp thôi. Thực ra là nếu mọi người nhìn thì FPT đã là có một cái đà tăng nó quá dài rồi. Tính từ đầu năm bây giờ quá dài rồi, đúng không? Đây, mọi người nhìn là tăng từ năm 1 năm vừa qua tăng hơn gấp đôi. Thì rõ ràng là cái việc điều chỉnh và tích lũy trở lại sau một cái nhịp tăng giá quá dài để chờ cái câu chuyện cơ bản nó bắt kịp thì có lẽ là sẽ là một cái điều hoàn toàn cần thiết và thôi, đúng không? Còn những ai mà cầm dài hạn FPT thì Hoàng nghĩ là không cần phải lo lắng lắm. Đấy. Còn với một cổ phiếu khác mà mọi người cũng rất quan tâm trong những phiên vừa qua là Thế Di Động. Thế Di Động thì thực ra vẫn đang giữ vùng 66 thôi, chưa có dấu hiệu vi phạm. Đây, Hoàng nói 66 vẫn hiện tại vẫn là 663, đúng không ạ? Thì nếu như mà có dấu hiệu đóng cửa dưới vùng 66 thì Hoàng nghĩ là mọi người nên hạ bớt một phần tỷ trọng chẳng hạn. Bởi vì thực ra là hạ là bởi vì đối với ai? Chắc chắn là những người mua ở khu vực phía trên này. Đấy, hoặc là những ai mà mua bên này. Đấy, gọi là giá cao thì mọi người phải hạ là cái chắc, đúng không ạ? Còn những ai mà mua khu vực dưới thì cái việc mà hạ hay không là cái đấy là tùy vào cái quyết định của mỗi người. Còn Hoàng đánh giá rằng là chúng ta vẫn sẽ có hai cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng dành cho Thế Di Động. Thứ nhất là một cái ngưỡng ngắn hạn cho sức mạnh ngắn hạn là sẽ quanh vùng 66, bởi vì chúng ta bám sát cái trend line kéo dài từ giai đoạn tháng 4 năm 2024 cho đến tận thời điểm hiện tại thì vẫn đang bám sát cái khu vực này, đúng không? Chưa có dấu hiệu vi phạm. Và một cái đường nữa là kéo dài từ giai đoạn đáy 2023 cho đến tận bây giờ, tức là một cái đáy gọi là một cái đáy lớn của thị trường và một cái đáy của ngành luôn đấy, được chưa? Đây là một cái đáy lớn luôn đấy, thì rất có khả năng nó có thể sẽ quay về test lại khu vực 62, 63. Đây là một cái cũng là một cái khu vực test hoàn toàn bình thường của Thế Giới Di Động xét trong một cái chu vi dài hơn, được chưa? Còn với những ai ngắn hạn hơn thì chúng ta sẽ phải dùng những cái hỗ trợ ngắn hơn để mọi người đưa ra cái cách quyết định như thế, đúng không? Còn ví dụ ai mà mua trên này thì chắc chắn là chúng ta không thể dùng cái hỗ trợ dưới này được, bởi vì
kéo từ trên này xuống thì mọi người sẽ lỗ rất là nhiều. Thấy chưa? Lỗ rất là nhiều bởi vì chúng ta không có cái cách nhìn dài hạn tại khu vực trên này. Chắc chắn là với ai mua trên này thì mọi người không thể nào nhìn được. Tôi mua trên này vì dài hạn được. Bởi trên này là giá cổ phiếu nó không rẻ. Đúng không? Không rẻ. Không rẻ mà nó cũng không đắt. Cho nên nhưng mà mọi người mua ở đây là kỳ vọng vào cái gì? Kỳ vọng vào cái việc là nó sẽ tiếp diễn được xu hướng tăng và tiếp diễn được cái câu chuyện cơ bản, câu chuyện kết quả kinh doanh của nó. Còn đến thời điểm hiện tại thì câu chuyện đấy nó đang bị lung lay, thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cân nhắc hạ nếu như nó bị vi phạm cái quy tắc ban đầu chúng ta đặt ra. Được chưa? Còn FRT thì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì cả của việc vi phạm cả. Vẫn đang tích lũy trở lại, khối lượng nó vẫn đang đều như vậy thôi. Và chúng ta chỉ chờ pha bật tăng trở lại thôi nha. Nếu như ai có thì mọi người nên nắm giữ nhé. Một cái nhóm nữa mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại đó là thép. Tại vì sao lại quan tâm thép? Mặc dù đây về mặt trạng thái nhé, đây không phải là một cái nhóm cổ phiếu nó thể hiện cái sức mạnh kỹ thuật tốt. Tuy nhiên chúng ta đang thấy được rằng là những cái câu chuyện của nhóm thép nó đã bắt đầu quay trở lại. Mọi người cũng biết rằng là cái vận động của cái nhóm thép nói chung nó phụ thuộc rất nhiều vào kết quả kinh doanh, đúng không? Mà kết quả kinh doanh thì nó rất là nhạy với câu chuyện là giá thép. Thế cho nên là một cách tương quan thì giá thép nó cũng có thể ảnh hưởng một phần nhất định nào đó đến giá cổ phiếu. Và trong giai đoạn vừa qua, khi mà bên Trung Quốc thì người ta bắt đầu phục hồi trở lại, thì như TVI cũng đã cập nhật với mọi người rồi là giá thép cũng đã bắt đầu tăng, đúng không? Cũng đã bắt đầu tăng. Và những cái dấu hiệu chớm phục hồi đầu tiên của cái việc là giá thép trong nước tăng, đúng không? Thì trong những phiên vừa qua mọi người cũng đã thấy rồi, liên tục là Hòa Phát đưa ra công văn về việc tăng giá bán thép ít nhất là 2 lần gần đây, thì mọi người cũng đã thấy có công văn chính xác rồi, đúng không ạ? Thì ngay lập tức nó đã ảnh hưởng đến cái việc là giá thép trong nước rồi. Đấy, cho nên là chúng ta cũng nên theo dõi với các cổ phiếu thép Hòa Phát, đặc biệt là TVI quan tâm đến Hòa Phát. Đương nhiên nhạy một tí nữa thì thực ra năm Hoa Sen hay năm Kim thì nó cũng không phải là cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp đâu. Nhưng chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là khi mà nhóm thép chạy thì nó thường có xu hướng sẽ chạy được cả nhóm ngành. Nên là nhưng TVI thì vẫn đặc biệt ưu tiên với cả Hòa Phát thôi. Nên là mọi người nên lưu ý vào Hòa Phát nhé. Chúng ta đã có một cái pha tích lũy trở lại, test lại đỉnh cũ này. Hôm trước thì vượt đỉnh này, test lại đỉnh cũ này. Và có lẽ sẽ tiếp tục tích lũy và sẽ vượt khỏi vùng 27 sớm mà thôi. Nếu như vượt 27 thì tôi nghĩ là cái target của chúng ta nó sẽ về được quanh khu vực 28, 29 là hoàn toàn có thể nhá. Nên là nếu như ai có mọi người nên tiếp tục nắm giữ. Và chưa có thì nên cân nhắc thăm dò một phần đối với cả Hòa Phát. Bởi vì đây cũng là một tên tuổi mà mọi người có thể nắm giữ trong dài hạn được nhá. Ok. Vừa nãy giờ thì nói cũng tương đối nhiều các cổ phiếu mạnh rồi. Thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang cổ phiếu yếu một chút. Yếu thì ngày hôm nay có một cái tên tuổi khá đặc biệt là Vinamilk, đúng không ạ? Vinamilk. Đấy, Vinamilk thì hôm nay chính thức không phải chính thức nữa rồi mà là xác nhận một lần nữa cái cây rơi của tuần trước là có thật. Đấy chứ ạ? Thế nên là những ai mà có hoặc nghĩ là bây giờ chắc cũng không ai cầm Vinamilk nữa rồi. Đấy, nên là sẽ nốt lại cho mọi người xem thôi, đúng không? Về cái việc bán thì có rất nhiều cái điểm bán thôi. Đầu tiên thì có thể nói là đây, đúng không? Đây là một điểm này. Breakout thất bại này, về đây này, đúng không? Mất cái đi cây breakout này, đây là một điểm này. Nếu những ai nhạy mọi người có thể bán được cây này. Và nhạy hơn nữa, sau nữa thì bán muộn và mua muộn thì mọi người bán được cây này, đúng không? Cây này cũng có thể được coi là một cây bán, đúng không? Và sau đó thì là cây này, đấy chứ? Rất nhiều cái điểm bán chúng ta, thì mọi người có thể gọi là rút lấy làm kinh nghiệm. Nếu như ai bị kẹt những cổ phiếu kiểu như vậy thì về sau mọi người sẽ có kinh nghiệm mọi người bán tốt hơn. Cái nhóm xấu nữa đó là nhóm bất động sản. Tại sao mà vẫn khuyến nghị mọi người nên theo dõi nhóm này? Bởi vì bản chất là chúng ta đây là một cái nhóm mà nó gọi là vận động gần như ngược hẳn với toàn bộ thị trường chung, đúng không? Một nhóm leader cho cái phía giảm. Và chúng ta nên quan sát những cổ phiếu như là Novaland. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất là trong dạng vừa rồi khi mà thị trường điều chỉnh thì cái cổ phiếu này cũng điều chỉnh, và nó điều chỉnh về đúng cái hỗ trợ rất là quan trọng của nó. Thì tức là gì? Tức là trong một cái biên độ biến động nhất định của thị trường ấy, thì cổ phiếu này nó cũng có một biên độ biến động nhất định. Và trong cái môi trường bình thường thì nó sẽ biến động trong cái môi trường đó. Còn nếu như trong những dạng tới mà Novaland đâm thủng qua khỏi vùng này, tức là rơi khỏi 10.5, đúng không? Và đâm thủng đáy cũ. Đấy, và rơi xuống này, tạo một cái new low mới dưới này, thì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chung. Thế ạ, mọi người hình dung là tại vì sao thấy? Bởi vì bản chất cổ phiếu này thì nó không ảnh hưởng đến chỉ số. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái thuật ngữ mà lần trước Hoàng chia sẻ mọi người, đó là cái việc phân phối cưỡng bức, đúng không? Phân phối cưỡng bức tức là cái nhóm trên nó kéo và cái nhóm bắt đầu điều chỉnh, thì cái nhóm dưới này nó chưa có dấu hiệu gì xấu cả, nhưng mà bởi vì nhóm trên điều chỉnh nó cũng sẽ phải điều chỉnh, nó cũng sẽ bán theo các cổ phiếu kiểu như thế này. Và khi các cổ phiếu này bị thủng đáy thì rất có thể là người ta cũng sẽ bị bán chéo sang các cổ phiếu khác, đúng không? Có thể bị bán chéo sang các nhóm cổ phiếu khác, có thể call margin hoặc cái gì đấy tùy. Nhưng về bản chất là chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì danh mục là nó ảnh hưởng chéo lẫn nhau, được chưa? Thế cho nên là chúng ta cũng sẽ phải quan sát các nhóm cổ phiếu xấu này. Thì quay trở lại với index một chút. Đấy.
thì hôm nay có thể được coi là một cái phiên tương đối là tích cực đối với TVI. Đấy chứ ạ. Lý do tại sao tích cực thì Hoàng cũng chia sẻ với mọi người ở đầu video rồi, và chúng ta đang thấy được rằng là một cái pha rút chân, áp lực bán nó có nhưng mà thanh khoản tương đối thấp ở một cái pha rút chân, và chúng ta cũng đang có một vài cái dấu hiệu tích cực trở lại trên các nhóm cổ phiếu, quan trọng nhất là trên các nhóm cổ phiếu. Đấy, thì trong những phiên tới chúng ta cần thấy điều gì? Thứ nhất về mặt chỉ số thì chúng ta không nên thấy được rằng index đóng cửa dưới khu vực 1260. Đấy chứ ạ. Không nên lùi xuống dưới khu vực 1260, bởi vì nếu như xuống khỏi khu vực đó thì cái việc thu hẹp biến động, cái mẫu hình thu hẹp biến động trong tam giác này nó sẽ bị thất bại, và lúc đấy thì index nó sẽ cần rất nhiều thời gian để tích lũy trở lại và tạo thành một cái mẫu hình tăng giá mới. Đấy chứ ạ. Đấy, và cái nhịp tăng của nhóm ngân hàng trong giai đoạn vừa rồi ấy, nó sẽ rất là phí, đúng không? Một cái nhịp lôi kéo của toàn bộ nhóm ngân hàng vừa rồi nó sẽ bị bỏ rất phí luôn. Đấy chứ ạ. Và trong giai đoạn sau thì họ nghĩ là rất khó có nhóm ngân hàng nó có thể đứng dậy và nó khởi nghĩa thay nhóm ngân hàng được cả. Đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai về mặt cổ phiếu thì trong những phiên tới chúng ta sẽ cần thấy được cái độ rộng sẽ phải liên tục được cải thiện. Độ rộng ở đây là gì? Là các cái nhóm cổ phiếu và các cái phân lớp sau nó phải được bùng nổ luân phiên, nó phải lôi kéo được tiền mới vào tham gia vào, và nó kéo được luân phiên ở các nhóm cổ phiếu khác mà nó không còn chỉ là banh nữa. Đúng không ạ? Bây giờ Blue thì có FPT, có Thế Di Động, có FRT, có Đức Giang, có rất nhiều. Hay là các cái nhóm cổ phiếu ở dưới như chứng khoán, đấy, một vài cái nhóm cổ phiếu nữa thì nó cũng sẽ phải bật tăng. Ít nhất là sẽ phải kéo được một nhóm ngành cùng bật tăng nữa, thì lúc đấy thị trường mới có cơ hội để lan tỏa sang các nhóm khác được. Đúng không ạ? Bởi vì nếu như chứng khoán bật tăng hay một nhóm nào đấy mà nó thu hút được cái dòng tiền cá nhân nhiều bật tăng thì lúc đấy tiền mới nó mới vào. Mà tiền mới vào thì lúc đấy thì dòng tiền mới đi bắt đầu đi lùng sục các cái cơ hội trên thị trường. Và đặc biệt là đây sẽ là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng, mọi người lưu ý là giai đoạn tháng 10 rồi, đúng không? Chúng ta đang đứng trước cái kết quả đợt công bố kết quả kinh doanh rất mạnh, đúng không? Đợt công bố kết quả kinh doanh thì chúng ta cũng sẽ đứng trước rất nhiều những cái lựa chọn về câu chuyện kết quả kinh doanh trong quý 3, những cổ phiếu, những cái doanh nghiệp tăng trưởng tích cực và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Thì đấy sẽ là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý và chọn cổ phiếu. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và chúc cho mọi người có một tuần giao dịch thật là thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.